Tình trạng sạt lở bờ sông tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà đang càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, và như địa điểm tôi đang đứng đây thì cái thực trạng sạt lở bờ sông đã ăn sâu vào nhà dân, cách nhà dân chỉ khoảng tầm 1 mét. Và cái vấn đề mà người dân vẫn đang quan tâm nhất hiện nay đó là những cái phương án đảm bảo an toàn cho gia đình họ, bởi vì những cái ngôi nhà như thế này không biết sẽ sập khi nào trong mùa mưa bão. Sạt lở ăn sâu vào đất liền mỗi năm từ 1 đến 2 mét, có năm từ 6 đến 7 mét. Tình trạng trên kéo dài nhiều năm, ăn sâu vào đất ở của gia đình ông Đào Văn Đồi thuộc khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà. Đặc biệt, vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một số bức tường của gia đình ông Đồi cũng đã bị đổ sập hoàn toàn xuống sông. Sạt lở giờ quá nghiêm trọng rồi. Chỉ có giờ nguyên vọng của gia đình là giờ ca để cho con cháu trong nhà nữa, cho con đêm hôm nó không ngủ được, sợ rơi mới cái bão số 5 nó đã vô tới thêm cả mét đất nữa rồi, dựa chấn giờ chứ lên hiện tại không có đất, còn cái bê tông thôi chứ không có đất nữa. Theo Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đông Hà cho biết, thực trạng sạt lở bờ sông ở địa phương đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, thực trạng trên ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong đó có 10 hộ dân bị ảnh hưởng nặng vào mỗi mùa mưa bão. Chính quyền địa phương phải luôn sẵn sàng phương án di rời và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân trong trường hợp khẩn cấp. Hiện nay nguyện vọng của bà con cũng như chính quyền địa phương thì mong muốn là trước hết là chủ dự án là ban quản lý RMS và thị trấn cấp cũng quan tâm đẩy nhanh cái tiến độ kè sông Hiếu để là đảm bảo thứ nhất là mỹ quan của hai bên bờ sông Hiếu, rồi mỹ quan đô thị cũng như đảm bảo cái phòng chống cái sói lở ở khu ven sông. Thứ hai nữa là trước mắt đề nghị ủy ban thành phố cũng như cảng cấp phải có những cái phương án để là phòng cái sói lở, để là đảm bảo cái an toàn về người và tài sản đối với một số hộ gia đình ở sống khu vực bị sạt lở. Sạt lở đã khiến cho đời sống của người dân bị đảo lộn, bởi phải luôn sống trong thực trạng lo âu khi tính mạng và tài sản luôn bị đe dọa. Và nếu như không có những giải pháp kịp thời của chính quyền cùng các ngành chức năng, thì không loại trừ những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.